quyên quầy quen chậu quay nhãn lòng này, nhãn lòng này ơi cô bạn mình ơi cô bạn mình ơi. Chim xa gừng còn thương cây nhớ cội, người xa người đêm đợi ngày trong tuổi mình, duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà sao không được chung đường. Rồi mấy tụi con chào ông Năm nha. Ừ. Năm ơi. Ừ. Năm mò lâu chưa ông Năm? Mò nãy giờ. Nhiều không? Nhiều không? Cho con mấy tụi con coi coi. Ôi ơi, cũng là một đống luôn kìa. Năm đó mò ăn hay là mò bán không Năm? Mò bán. Rồi mỗi một lần mò với là mò theo con nước rộng hay nước lớn Năm? Nước nào mò cũng được hết á. Bây giờ mình ở kinh đây nước nó có mức một hả? Dạ. Mình thấy con thấy mò ốc bu nó nhiều hơn ốc đắng không Năm? Ốc bu cũng có mà. Trời ơi mấy năm trước hả mò vậy nè, mò hang vậy nè. Cá ấy nhiều hết sức đi. Cá gì Năm? Con cá gì nhắm cào quên rồi, nó quên tên nó rồi. Cá lau kiến hả? Ừ. Bắt một bữa cá lau kiến bán tiền không ông? Ừ mà giờ không có nữa. Mỗi lần bắt ầm nó vậy đó. Nó nằm trong hang ha. Nó nằm trong hang á, đút tay vô một cái kéo ra. Ồ. Thấy sao hang bây giờ hang. Con cá đó nó có cái ngạnh đó người. Ờ có ngạnh dữ lắm á. Mà con cá nó ăn ngon lắm không Năm? Không ăn, tôi ăn không được, không dám ăn. Sao vậy? Thấy nó tôi sợ quá. Nó ngon giống thịt gà đâu Năm ơi. Mấy đứa con thằng tay tôi nó nói cha không ăn chứ rồi sau này cha kiếm ăn không ra luôn. Đúng rồi. Rồi sao giờ không có nó nữa vậy á. Mò riết ông mò riết hết rồi. Đổi ốc quá, nó mò riết thử cái ốc á. Ông mò riết ông phải đổi địa điểm chứ. Đổi đâu, đi bộ vậy đó. Rồi hồi sáng giờ đi ra ngoài tốt ra ngoài kia kìa mò gì không có một con luôn. Dạ. Rồi giờ mới nó bệnh nó rồi mới đi mua thuốc uống nữa. Rồi bệnh mà ông Năm xuống xuống nước nữa ta. Người ta hết. Ở đây 1-20 ngàn con lận mà. Vậy là kêu bằng con vịt lên nó lắng địa bàn của cô chú rồi. Cái ngày cắt lúa xong rồi vịt nó trả đồng rồi. Con nghĩ là có dẹm luôn đó chú. Có. Mà mỗi lần hả, gò ta về nhám hết trơn mà giờ cũng biết luôn. Hến này dữ lắm nè. Mà giờ không có luôn. Vịt ăn rồi. Ờ hến cũng không có nữa. Hết mỗi lần hả, biết bao nhiêu hến thôi. Xong mình không nước mặn mà sợ mấy con đó sống không nổi á. Với lại thấy cái vụ này nè, chú mua giống cái bằng cào bất giới á, chú biết không? Để xuống chú kéo dính cá chạch. Ở đây cá mò vậy, làm vậy cá không dính đâu. Này lên hả? Nhiều khoa sáng ngon à. Chiều khoa sáng. Đó đó, hốc bự đó. Mạnh kìa. Kìa trên có một con đó kìa. Lần lên đó. Phải không? Ở đó hai con không? Đó, rồi rớt lại. Gớt hả? Chạy đâu cho thoát. Gớt thoát rồi, nếu nó gớt rồi là mò là không được. Rồi lên Năm ơi. Thân ông gầy gò ốm yếu. Chứ cũng được bữa cơm chiều à. Ít thì không bán được chứ gì. Ngon lắm. Hút xả ổ bậy cho. Cái bắt đầu mình nấu ra, cái mình lại, cái mình bỏ trứng nó, cái mình lấy, cái rồi... Kho khô xả hả Năm? Xả bầm ra. Đó. Bắt lên miếng... Bên kia chú ơi. Miếng dầu ăn, cái rồi mình bỏ tỏi vô. Rồi không kéo lên. Đây đây đưa nắm tay con. Bắt ốc từ sớm giờ đó quý vị. Đi về con Năm ốm yếu. Chú Năm ơi, cho con hỏi thiệt nha. Đi về tâm sự luôn. Có nghĩa là người ta nói ăn ốc này nè, ốc bu vàng nè. Với đòn nhãn lồng nó thục, có thục không? Chết luôn, chết á. Rồi hả? Ừ, chết á. Không, cái thục cái kia kìa, thục không? Thục cu không nghe, tôi không nghe, thục luôn á, mà chết nữa đó. Trời ơi, hồi đó có thấy ai chưa? Không thấy mà, cái đó đồn thôi. Người ta đồn thôi chứ đâu. Không, mà nhiều người ta nói ăn lòi ra nữa. Không có, thấy nó lòi, ta ăn dữ lắm à. Thấy nó lòi rồi. Cái lòng cũng vui quá ha. Thớm này tôi tầng nè,
Dạ. Ủa, chú trồng luôn hả? Trồng trên đất người ta lại vậy đó. Mình hỏi người ta mình xin thằng vậy đó. Rồi người ta cho mình hay thu hoạch không? Cho, người ta tát hết. Ồ, vậy nguyên hàng khóm hết biết là chú trồng không hả? Đó từ đây nè. Trời ơi, dài hết biết nhiều luôn. Tốt quá ha. Có xịt thuốc gì không chú? Không không, không có nước tới nữa đó. Gì mà tốt vậy đó hả? Đây nữa nè. Trời ơi, hết biết tốt luôn. Thì là mới trồng đợt đầu thôi chứ không kể là có thu hoạch dữ lắm rồi. Có rồi ha. Lần về cỡ 3-4 tấn vậy không năm? Có, lần tháng năm 3 tái, 10 tái, 20 tái vậy đó. Bán trái được nhiêu không? Bán tái được 15 ngàn. 3-4 tấn dữ hả? Con tưởng đâu là 3-4 tấn chúc mừng trong năm. Được 15 ngàn có lý chứ. Mày ơi, em học rồi mày ơi. Dễ vui. Rồi giờ tới nhà anh vô nhà hả năm? Vậy chắc chú rửa đi. Thôi phải rửa. Rút cỡ, rút qua đây. Ăn thì được không? Ít mà chú. Có đầu bạc, nhiều đó đó. Đâu, xỉu bán được có gì đâu. Bao nhiêu ốc đây chứ ăn được cửa chiều của ăn cửa chiều đó hết. Nhưng mà nói chứ. Mình không hết đâu. Ông nhìn ông thấy ông sợ rồi, ông ngán rồi. Quá chừng luôn. Bắt ốc hoài quanh năm vậy chứ cũng ăn à, không có đồ ăn cũng ăn. Chứ cụ thể mấy chú cũng thấy rõ ràng đó, không có xài đó thấy chưa? Thấy chưa không xin hả? Dạ dối hay là nói cái chuyện mà không có đâu. Đâu chú Năm bữa nào hỏi giùm con ơi, vô cái nước này khoảng nhiêu tiền chú Năm? Thì lúc đó tôi nói vậy đó rồi tôi chưa có hỏi. Còn mới hỏi cái cô hàng xóm nói là khoảng 2.5 triệu. Thì chắc chân thì nó có đồng hồ cho mình luôn á. Dạ, còn chú còn thì hẳn nói 1.5 triệu. Hôm đó tôi nói đồng hồ rồi luôn đó. Nó nói cũng được, triệu rưỡi nó không làm thì nó chắc chứ, nó không làm đó. Tại vì cái này nó chung rồi chú, nó quy định chung rồi. Để sau này ba tụi con đăng clip lên, coi mạnh quân nào có duyên đến chú thì vô cái nước hen. Mà vô cái nước chắc mừng lắm chú. Rồi có nước xài ăn uống rồi. Không có nước nó đi như vậy đó. Rồi trồng hành đó vậy? Chú ở đây là có cầu tiêu máy nha quý vị. Cầu tiêu là kêu bằng là cầu tiêu mà thiên nhiên. Về thay cái áo khô quần khô đi Năm ơi. Thay áo đi chú. Tắm cái đi ông ơi. Tắm đây. Đi qua bên cái kiểu đó rồi vài cái đi rồi về thay. Biết sao mà bên kinh kính nói an tâm á, có áo thun. Mà bữa đó thì mà quần áo chú nhiều hơn. Quần áo thì người ta cho không nè. Dạ. Đàn ông mà giờ bận nút bóp hả? Nhìn, nhìn cái áo là biết là xịt tin này. Của xịt tin. Áo thanh niên nè. Áo thanh niên. Mặc áo này vô trẻ là luôn á chú Năm. Hồi xưa Vũ hay thích mặc nút bóp vậy đó. 76 tuổi bây giờ mặc áo bóp vô cái là còn có 70 à. Còn 18 tuổi. Tới dừng đi tắm mà khỏi mở, tới dừng tắm cầm cái vạt thì cái rẹt lại lên tới trên luôn à. Biến nó lại làm biến rồi đó. Áo chú Năm thấy cũng ít hơn bán quần áo. Cho không đó, đồ cũ vậy đó. Rồi học này sao chú Năm chắc đúng mình luộc ăn cơm chiều luôn quá. Dạ, thôi chú luộc đi. Kho xả chứ luộc thì đâu có. Không có luộc xong chú lễ. Luộc có nghĩa là luộc xong mà lễ ra. Đây là ngôi nhà của chú Năm nghe quý vị. Một người nhà nông chân chất luôn. Người chú sống chỉ có một mình thôi. Bên căn nhà nhỏ. Vậy là do Năm từ hồi xưa giờ là mình chỉ sử dụng nước sông thôi. Nước đó thì vậy đó, nước sông thôi. Cũng xuống sông luôn. Tắm là xuống sông. Cái gì cũng xuống sông hết á. Mình con muốn rằng con sẽ truyền tải video này, Năm sẽ có duyên với mọi người. Sẽ cho con Năm một cây nước sạch. 5 giờ Năm luộc mấy con ốc quý vị và các bạn. Trời ơi, trồng hành luôn nè, quá dữ luôn. Cái này mới trồng quá chú, mới trồng đó. Mới trồng đặng mình khi thắt ngặt mình không có rồi mình ấy rẻ rồi mua mỗi cái mỗi mua. Hoàng Vũ chắc chưa biết chú Năm có cái cách mà nhúm lửa rất là độc chiêu luôn. Đâu. Mà từ đó giờ là mình chưa phát hiện. Đâu nào. Có nghĩa là biết thôi chứ là không phải là không phát hiện. Năm nhúm thì con coi Năm. Nè coi nè, độc chiêu luôn hả? Bằng bọc một mũ ni lông hả? Rồi bữa nay chú Năm ăn cơm với ốc kho sả. Ăn ốc kho sả. Ngon lắm chú nha. Không, cái món này ngon á. Món này thật sự thì mấy nhà giàu. Mấy ông đâu có ăn được. Không có ai ăn đâu. Không ngon lắm chú. Mà mấy ông đâu có ăn đi, con ăn liền. Mấy ông lại ít ăn. Mấy ông đâu có ăn được. Trời ơi, còn có mấy con để tôi ăn chứ mấy ông sao ăn. Không có Năm.
mấy ông đâu dễ gì mà ăn mấy cái thứ này. Tàn chứ, trời ơi, mấy tụi con muốn không có ăn á. Con ăn nhiều hơn chú luôn đó. Bây giờ ăn nhiều hơn chú thôi, lấy lại nấu ăn đây. Tôi ăn hoài ha, tôi ăn hàng ngày mà. Tại con ghẹo nhưng mà. Ừ. Tôi lát ăn chung chú luôn rồi. Ăn chung luôn. Bữa nay chú đó đãi bàn con ăn luôn nha. Thôi, đó thiếu một được mình chú. Con ăn nữa. Hoặc con với chú Năm thôi, còn hai anh kia khỏi nha. Trời ơi, ăn thứ là gì, ăn cao lương mỹ vị chứ đâu có ăn như tôi đâu. Tại chú nói gì chứ cái đó là đặc sản. Ngon á Năm. Bây giờ muốn ăn nè. Ăn thì ăn chứ đâu có gì. Chị nhỏ mà. Đó, theo Hoàng Vũ thấy không? Có nghĩa là chú nhúm để cho nó nhiễu xuống. Nó nhiễu nhiễu dính vô củi cái là nó phực cháy luôn à. Cái này bằng ni lông mà. Ni lông lụm đó. Lụm không à. Cái gì cũng lụm không à. Đi sáng giờ ăn chỉ có nửa, có nửa chén cơm thôi. Ăn không được. Nửa chén cơm mà ăn với gì chú Năm? Ăn với canh muồng tơi. Ăn bên nhà của cô Chính hả? À. Ừ. Nước là phải xin. Ủa hình như là không có chế nước mà. Chế nước miếng. Ừ. Xin hàng sớm. Muốn ngon bỏ cacao vô. Có người ta luộc ốc bằng sữa đó. Sữa gì? Sữa sữa tươi á. Không, mình giờ lấy sữa cun được không? Có sữa cun giống vậy. Nó thấy không, thấy nhiễm lửa đẹp ấy không, cháy tỉnh queo chưa? Dạ, cháy tỉnh queo luôn. Vậy đó. Cái chị... lò gàng này được bao nhiêu lâu rồi chú Năm? Cái lò gàng này tôi mua in cũng năm mua cũng cả năm nay à, mà mua đâu hồi tháng 2 tháng 3 tới giờ. Bây giờ là con nghĩ chú là phải kiếm đất be thêm đây nè. Tại nó đây nó gần lở nè. Ừ. Với lại là gần cái ống nước chú Năm. Ừ. Nó nóng nó chảy xì nước rồi đó. Không có cho lửa ra, cho lửa vô không à. Dạ. Thì mình ở đây á, tôi nói nó thì các ở dưới thấp vậy đó chứ có đâu mà. Đúng rồi. Ừ. Chín hả Năm? Chín rồi. Để cho anh chín chút, để cho nó chín cho đúng cho để còn mới có 8 này nó ừ. Chín có gì á. Nó hơi meo ngoài chứ nó mới. Trời nó gặp quỳnh quá. Trời có con dẻm nữa kìa. Đó không? Dẻm đó. Thường là bắt ốc vậy là một cái ngày mà trúng nhất là bao nhiêu ốc? Có mấy lúc mà nước nó mới giật á, bắt dạ. Một bữa có thể 10kg, 15kg có. Wow. Còn giờ không có đó, bắt sáng tôi đi ra ngoài Hương Thạnh ngoài mà tôi mò về đây không có, có mấy con vậy đó. Vậy là có một chiến lội xuống là bắt luôn mười mấy ký hay là một ngày mình bắt mấy một lần? Ngày á, bắt từ sáng mà tới chiều á mới được mười mấy ký. Vậy là mình chầm mình với nước suốt luôn hả Năm? Suốt rồi, cô chầm mỗi ngày là rồi ơi, có khi gió bắt xuống đánh một cạp với nó gung nước nó giật rồi. Lạnh vậy đó, nó lạnh dữ lắm mà cái rồi không mần rồi. Trời ơi, tôi nói thiệt, rồi đồng ruộng này nè tưa nắng vậy hả, đi lộ ngoài đạp lúa chứ không dòm thấy lúa, cũng mót bữa 5 lít 3 lít vậy đó cũng mót. Mà tôi không có buồn, bởi vì cha mẹ mình nghèo không có để của cho mình thì mình chịu thôi. Yeah. Cha mẹ tôi đó nghèo dữ lắm thiệt. Mẹ tôi chết mà khi mẹ tôi mà ra đi rồi đó, tôi mòn túi cho mẹ tôi còn chỉ tôi móc túi mẹ tôi ra chỉ còn có 70.000 bạc thôi. Con nãy giờ con hỏi những cái câu mà khơi lại cái một cái ký ức không được đẹp đó, Năm đừng có buồn con nha. Ừ. Và thường thường ông bà mình nói cha mẹ ốm là con phải gầy đó. Dạ. Cha mẹ giàu là con mới béo. Dạ. Tại vì số phận mình hẩm hiu và không được may mắn như bao gia đình khác, đành phải cam chịu chấp nhận số phận đâu Năm ơi. Phải rồi, thôi bây giờ mình đâu có nói gì đâu. Mà con nghe ông kể là mình chầm mình từ sáng tới chiều để kiếm khoảng mười mấy ký ốc là con thấy là rất là thương luôn. Thì tôi nói, tôi ngồi nãy giờ tôi nói đây đó, cái tông mình tôi hừng nó lạnh ra rồi đó. Nó lạnh á, ngọn lửa vậy chứ mà lạnh đâu, thịt nó lạnh ra. Nó thiệt, mà tôi gán dữ lắm, mà đâu có dám ở không đâu.
Mình có thuốc cảm mà để sẵn trong nhà không Năm? Không có gì hết, không có gì hết trơn á. Mua liều nào uống liều nấy vậy đó, ra ngoài tiệm nó làm biểu nó cộng cho liều là 10 ngàn. Dạ. Cộng liều 10 ngàn. Chú phải ngừa mới được, chú phải mua cảm nè, sốt sổ mũi gì đó, ho gì đó thì ra ngoài nó cộng, nó cộng đủ vậy đó. Uống cái ví dụ mà bây giờ sổ mũi vậy đó, cái uống hết hết ngày ngày cái ngày sau có là y gan vậy, nhảy mũi sáng là ngồi nó nhảy mũi, thức rồi một cái nhảy mũi chừng 10 cái vậy. Ừ. Rồi bắt đầu mũi nó chảy lòng thòng vậy đó. Cái đó là bị cảm á. Ừ. Nào. Còn hôm nay thì con đi vô đây tình cờ và bất ngờ quá cho nên là con không có đem thuốc cảm theo. Bữa nào dịp nào anh em là đi vô đây là con đem thuốc cảm cho Năm để dành uống. À. Nghèo khổ lắm thiệt chứ không phải mà nói anh em mà biết rồi đó. Rồi thương tôi dữ lắm, bởi vì tôi nói mấy chú có đi đâu đi hay lại gì có dịp nào đi hay ngang ghé thăm tôi cũng mừng nữa thiệt. Dạ. Có ốc đắng rồi. Ốc mập ha, ốc nè, ốc đem đi xong mới đem lên luôn á. Wow. Mấy chú ăn không làm nước mắm ăn? Dạ thôi để hồi ông lễ ông kho ăn cơm đi ông. Đâu có ăn, nói chuyện ăn, cái ăn này cái gì ăn cũng được thôi. Trời ơi, mấy chú ăn còn, mấy chú ăn thì còn. Dạ, còn chú ăn? Tôi ăn hết. Tại vì mấy con ăn không được mạnh. Không ơi, ông bà mình cũng có nói phải không? Thường thường là người ta ăn thì còn mà mình ăn hết á. Dạ. Như chú nói về cái phước á. Hay. Thôi để cho nó nguội chút đi, rồi chú có bỏ ấm nước lên đó không? Lấy ấm nước coi giùm ông coi con. Bấm cho ông 5 miếng nước luôn, nước cũng thùng đó con. Chà, nếu mà vô nước cây, ở nước cây này mình sinh hoạt nấu uống được đúng không ta? Được, nước cây nấu uống được. Nếu mà mình vô được. Nước đông thùng á, đông thùng á. Trời, cái ấm dưới đất đó. Nếu mà mình vô được nước cây là mình đỡ tốn tiền nước lắm á. Cũng đâu mình khỏi uống nước thùng. Tắm rửa rồi có nước, tắm nước sạch, tắm chứ tắm nước sông biết. Trời ơi, cái mé sông này nè nó rất là sâu. Mà khi mà chú mà đi xuống dưới là có chuyện gì rất là nguy hiểm. Bây giờ mấy chú mà không có tắm, chứ nếu mà mấy chú tắm cái rồi lên mấy chú biết liền. Ngứa hả chú? Ngứa. Không, nước phèn mà. Đâu có. Thuốc sâu. Thuốc sâu nè, tên ruộng nó xả xuống dữ lắm. À, con hiểu rồi. Không có nắp không? Không, có cái chén đó, mày dỡ cái chén mày bỏ đâu. Cái ấm nó theo theo ông Năm mà nay là bao nhiêu năm mà ta? Trời ơi, nó biết bao nhiêu năm nữa. Có chén không con? Có. Nó gặp gờn, nó bập bền rồi kìa Năm ơi. Đó, bị gì nó, cái đít, cái chảo nó hơi bự mà cái lò nó hơi ấy. Cãi nó, mình nấu mình có ý thôi à. Nhưng nghèo nguy hiểm quá. Nó cơm nó lật cái gậu luôn á. Mất rồi đó. Mất lúa hả Nằm? Ừ, mấy chú đi nhiều khi không có gặp tôi ở nhà đâu. Đi tối ngày vậy đó. Nằm ơi, sao mình không xin vô đội bốc giác đó mình. Trời đất ơi, làm gì nổi. Chứ một bao lúa bây giờ nó 60-60 mấy ký làm sao mà tôi có 40 ký à. Không, làm ngày vô 500-600 ngàn luôn á. Ừ, phải rồi, có. Không có thiệt á, 500-600 ngàn luôn á. Làm sao giác nổi bao lúa nặng hơn mình rồi đâu có giác ngày được. Xưa lúc mà còn thanh niên là chú Năm giác. Rồi tôi thanh niên á, hồi cái thời mà tôi còn thanh niên đó mà dạ. không có bao này. Dạ gửi à. Bao dạ gửi hồi xưa ha. Ừ. Rồi bao điểm, bao đen gì đó phải không Năm? Ừ, đó rồi cái mà từ tên hậu á. Sáng ngày ví dụ mà chú suốt á thì chú lên hậu chú suốt về giác lần về mặt tiền giác không à. Dạ. Tôi có mần, bởi vì mần mới nuôi con được đó. Trời ơi, thiệt Năm mà xin được vô cái đội bốc giác đó là giác tiền không á trời. Không, không được. Không nổi, không được. Sao vậy Năm vô thổ giác nó được. Đợi sao giác nổi. Ngày kiếm cái triệu bạc Năm ơi, ngon. Chẳng sợp là giá ngày kiếm cái triệu đó. Ừ. Một tấn giờ 50 ngàn á. Không, đôi khi mình cũng thèm làm những cái công việc như vậy lắm. Vậy bây giờ tuổi già sức yếu rồi. Tuổi già sức yếu rồi mà không sao giờ. Không, tuổi của Năm chứ bây giờ người ta ngồi ta đếm tiền không đó chứ. Bữa vậy. Con ghép con không quên. Trời. Wow. Chú mặc xây gì? Hả? Chú mặc xây gì?
Trời ơi, tôi xây gì tôi bận cũng được hết á. Nhưng mấy thí dụ mấy chú lớp quá lớn hơn tôi thì tôi bận hơi rộng chút. Ở đây thì cái này thì sen lờ nè, là từ khi sen lờ chúng mới mặc vừa thôi. Rồi. Cái này nó tới 3 ít lần nó bự dữ lắm. Rồi. Bự bằng chi. Cái nào không là chú mặc anh lờ là gạo rộng quá tính ơi. Em mờ được rồi. Chú em mờ á. Mờ tôi có. Không có xe mờ. Đâu đưa, đưa chú sọt cái em mờ coi, anh lờ coi. Không có xe mờ. Nè 3 ít, 2 ít không rồi. Không, 3 ít, 2 ít là rộng lắm rồi. Bự hơn này nữa này không? Chú chọt đại vô luôn chú. Thổi gần hai, chọt đại vô thổi. Cái này hả? Dạ. Trắng hay là màu đó? Cái màu cũng được, màu này đây, màu trắng dơ. Trắng màu dơ, màu này đi cho nó đổi đời, nó tươi. Đúng rồi, cho tươi trắng lên. Đổi cái xì tai đâu. Tại nãy có áo 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 bông mượn. Mặt năm. Không, cái này dừa nha. Dừa à. Ngon. Chứ dừa đó. 0.5 0.5 chấm dừa. Chứ cũng hết mức ấy rồi, hết hết xe rồi hả? Hết xe nhỏ rồi. Tại con biết chú nhỏ người mà đồ con hết xe nhỏ. Tại con lấy nhiều xe á. Hồi nãy không mở nút áo rồi cho. Khỏi, khỏi. Ờ, mở nút áo cho chứ. Ờ, cũng dừa không dừa nè. Dừa vậy chứ có chừng chú đến chân một nguy hiểm nha. Dạ. Bái nhảy lên thân nè. Thấy rồi. Ô dừa mà cái này 2 ít hả? Không có, em là hừ. Ờ, em là lời. Mở mở nút cổ năm, mở nút cổ năm. Cho thoáng. Đúng rồi. Mở cái nút cổ. Chà, cái này. Cái này mà. Đó đúng rồi. Mời mặc đi uống cà phê ngon nghe. Hỏi áo ở đâu có, nói là có mấy chú quay phim cho. Rồi mấy cái, làm cái nữa không? Hay là hai một cái? Ai biết đâu, coi được nhiêu được, hơn cái cũng được cho mấy chú. Màu đi, màu vàng đi. Cái này, ừ. Cái này đi... Bự không hả? Dạ. 2X, 3X không sao mặc? Cái đen được không? 3X nè. Giật sáng đi uống trà, cái hàng nguyên tâm sự giống mấy ổng ha. Cái này nó nhỏ đưa chú cái này đi. 1X, 1X là nó bự hơn cái này nhiều. 1X là bự hơn này phải không? 1X. Còn mấy vị đi, rồi bữa nào nhiệm đem vài cái nữa. Chú chịu áo trắng mà. Bữa nào con đem chú vài cái áo là dài luôn. Áo 1X, ủa áo tắng mấy ít? 1X. 1X là cái nhỏ thứ, nhất trong cái bài này. Thứ này hả? Khác, bự hơn đó. Bự hơn. Thử đi, thử được rồi mặc luôn. Thôi, cá đi, rồi miếng có là để đó đi, rồi tòi mặc chi nhiều rồi mất không dạy. Vài bữa con đem quần tục lên cho chú. Với lại quần tục vài áo nữa. Sao đem luôn? Bữa nay là... Bỏ quên vậy hả? Nè không có đem nay tại đi công chuyện rồi sẵn ghé thăm chú luôn. Bữa nay là mấy con tình cờ tại vì... Nhiệm với Vũ này đi đâu trong hướng này nè. Con đi quay phim rồi đây. Mà hôm qua con có nói Nhiệm mà nay con đi quay phim. Cái hỏi đang đâu đó, đang quay phim đây nè. Cái hẹn nhau chạy vô đây luôn. Với lại vô con thông báo cho chú một tin vui. Là cũng có Mạnh Thường Quân cũng gợi ý là sẽ vô cây nước cho chú. Quá mừng luôn Nam ơi. Dạ. Quá mừng luôn. Rồi để con vô con hỏi giá cả là như thế nào á. Việc báo là Mạnh Quân. Có gì con cho chú hay ha. Rồi được có cái nước rồi con mừng cho năm rồi. Thì có ăn có uống đỡ. Bỏ tiền mua nước bình đó nữa. Nước bình đó mình phải mua. Nước bình để dành uống anh. Chứ nhiều khi nước cây mình chỉ nấu chín mới uống được thôi. Thì nó ít lại, chỉ uống không à, uống sống không à. Cái này tao 10.000 bình vậy đó. 10.000 nó rẻ đó. Chứ ngoài con có những chỗ bán 12.000. Đây 10.000. 12.000 nó chở tới nhà. Anh. Tới nhà. Thì chú cũng chở tới nhà chứ không có đi khiên nổi đâu. Tao muốn chở bắt không chà. Cái này giống trà mà gì trời... măng, gì măng non quá à. Đúng quá. Tà... Búp măng, búp măng. Nè, tà này nè. Tà gà nè. À, tà gà. Có tà mà mấy chú cho uống cũng được, uống rồi. Uống rồi hả? Ừ. Tà này ra mua 10.000 gói nè. Rồi thôi, giờ con chào chú Năm nghe. Giờ con tới giờ đi làm rồi. Rồi, đi làm đi, mấy chú đi làm đi. 4 giờ con quay buổi chiều. Rồi. Dạ. Mấy chú đi làm. Chào chú nghe, chú chào mẹ chú nghe. Bị cảm nhân nhiệm có tin vui gì đó thì vô làm cho chú. Rồi. Bị cảm mua thuốc uống cái Năm. Uống thuốc không lát con chở con ra ngoài luôn. Thôi để rồi đi thẳng thắng đi. Có... Dạ thì mấy anh em con vô báo cho chú tin vui đó. Về cũng... tặng chú cái áo. Rồi về con báo lại với Mạnh Quân có gì con cho chú hay nha. Trong năm không ha, ngoài viên. Trong năm ngoài viên. Nếu mà được việc làm liền chú. Nếu mà có được trong năm Mạnh Quân việc là con tiến hành làm liền. Mà sợ là mấy anh em không biết nghỉ Tết lúc nào nè. Dạ. Không, mình nhờ anh em vô bắt đầu hồi chút xíu à. Gắn mấy hồi tại chú sát bên mấy cái ống nó lòi ra ngoài là sao? Chú nôn liền ha. Ở trong năm không gây duyên liền. Chứ đó giờ không có mà xài nước sông không nước. Xài nước sông không à, thiệt.
nước sông ba cái nước thuốc sâu lắm chú ơi. Rồi mình làm có chỗ tắm luôn nha, không có xuống sông tắm đâu nha. Thì nhà mối rồi. Có nhà mối này vô. Biết mấy cây nỉ cây này là mối lắm rồi. Cây này chừng thời gian là nó mục luôn. Mấy này chắc dầu gió không hả đâu. Ờ phải đằng không đó. Cái nhà chỗ nào cũng có mối chứ hết biết. Chú nuôi hay chú Năm? Nuôi à. Dạ. Thôi lâu lâu Tết gom mà bán chú. À. Cái nệm chú nó lồi hổng lỡ. Rồi thôi con xin phép chú ha. Rồi có gì con báo Mạnh Quân con cho chú hay. Rồi. Dạ. Bye bye Năm ơi. Bye bye. Bye bye con cháu, bye bye. Ăn cho mấy anh mấy chú một bản nhạc chim quyên quầy ăn cháu quay á. Dạ. Nhắn lòng á. Dạ. Rồi. Giờ vô ca luôn nha. Rồi, lụm luôn. Chim quyên quầy quen chậu quay nhãn lòng này. Nhãn lòng này ơi cô bạn mình ơi cô bạn mình ơi. Chim xa gừng còn thương cây nhớ cội. Người xa người đêm đợi ngày trong tuổi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà sao không được chung đường. Chim quyên còn ăn trái ở nhàn lòng. Tia thia quen chậu mà sao đôi bạn tâm đầu để kẻ bắt người đông. Bà con họ đồn còn năm ba ngày nữa rồi bầu cũng theo chồng cách mấy sông sâu. Sông sâu còn bắt được nhịp cầu hai đứa mình sầu biết cùng ai sáng sẻ. Chim quyên lẻ bạn than thở một mình, tụi mình lẻ bạn một mình thở than. Một mai em bắt nhắn nam xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ. Xa nhau là xa cả một đời, nghe lời anh than anh thể đêm nằm ngẫm nghĩ mà guốc gối đường tơ. Uổng công mình đợi mình chờ mình mơ mình tưởng bây giờ đành xa nhau. Chắc là không nở cùng nhau thì thôi lấp thảm quay sao bản tình ơi. Hay quá. Hay quá Năm ơi. Trời ơi vậy mà không. Mấy anh em mà vô chú giấu. Bữa nay mấy từ mới nhân tài mới trong lá ủ mới ra chứ. Có bài nhạc nào nữa không? Dạ tôi thì nó không có thuộc. Bây giờ tôi ca hai câu bản vui bước chân ta. Dạ rồi bước luôn. Em muốn đến cùng anh từ đêm đầu nổ súng. Nghe tiếng nói dịu dàng của các mẹ đón mừng con. Để chiều về tắm dòng sông Thạch Hãn nước Chánh Tông. Tôi xuống Đông Hà tấn công ngoài cửa Việt. Đêm vô linh bỗng nhớ về tha thiết ba lòng ơi xuôi về đâu mang mắt đôi bờ. Nhớ thương ai hay đang mừng vui nghe tiếng súng vọng về. Tôi muốn thành cánh chim băng gừng vượt núi để bay vào tận đánh đêm nay. Công sự chưa đào sao lại đứng chung nhau. Cùng lắng nghe tim gạo gực sôi tàu
giặt đến rồi ta mỉm cười nổ súng. Hết à? Quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. Vậy là chú Năm còn thiếu nợ là ăn câu nha. À, thiếu nợ ăn câu. Rồi, còn để nó đi giữ hơi đi. Giữ hơi đi. Cha cũng này chắc bữa nào vô cái còn phải đem cái đàn thùng vô quá. Bữa nào vô luộc mà cái đem cha đế vô sao với cuốn này là cắt cổ phải có cha đế. Ủa mà chú Năm có nhậu được không? Không, không nhậu. Chú Năm đâu nhậu. Thôi vô bỏ vô này đi. Ai bỏ vô này. Không mình luộc ốc ăn, uống nước trà, ăn uống nước trà ca cũng được á chứ gì. Đúng rồi. Lai rai với cái đàn thùng rồi đó. Uống nước trà thì phải ăn bánh đi. Ờ uống nước trà ăn bánh. Chết. Bảy. Rồi, thôi vậy tụi con xin phép mấy chú Năm. Sức khỏe chú Năm. Chờ nhiệm báo tin vui nghe chú. Dạ. Có một ngày gần nhất là tụi con sẽ trở lại đây. Rồi. Dạ.